Sau 4 năm, nỗi đau mất đi đồng nghiệp thân thiết lặp lại với IU. Từng đóng trong phim, Lee Sun Kyun là tiền bối đáng kính của IU, nay đã về miền cực lạc. IU từng liên tiếp mất đi 3 người bạn thân thiết. Đau lòng khi biết IU là người túc trực bên Linh Cữu Sully. Nghẹn ngào trong concert khi hay tin dữ từ Go Hara. Tiếc thương vì sự ra đi của Jong Hyun. Làng giải trí xứ Hàn những ngày cuối năm lại dậy sóng trước sự ra đi đột ngột của nam tài tử Lee Sun Kyun. Sau khi thông báo tin buồn, lễ tang của Lee Sun Kyun cũng nhanh chóng diễn ra và chỉ làm âm thầm với sự góp mặt chia buồn của người thân và đồng nghiệp. Đến với lễ tang của nam diễn viên ký sinh trùng, dàn sao Hàn ai nấy đều buồn bã, người cúi gằm mặt né tránh ống kính truyền thông, người lén rơi nước mắt vì quá đau xót. Một trong những ngôi sao đình đám cũng vô cùng đau buồn trước sự ra đi của Lee Sun Kyun, đó là IU. Được biết, vào năm 2018, IU từng hợp tác với Lee Sun Kyun trong bộ phim Ông chú của tôi. Diễn xuất của cả hai đã nhận được nhiều lời khen của khán giả, đồng thời tác phẩm này cũng giành được giải thưởng ở hạng mục phim truyền hình xuất sắc nhất tại lễ trao giải Baek-sang năm 2018. Mặc dù đã 5 năm trôi qua, song mối quan hệ giữa IU và Lee Sun Kyun vẫn luôn tốt đẹp. Nam tài tử là vị tiền bối đáng kính của cô. Đầu năm nay, khi bộ phim của IU là Dream công chiếu, Lee Sun Kyun cũng tới chúc mừng đàn em và cùng nhau ăn uống. Cả hai là những người bạn diễn, người đồng nghiệp thân thiết. Sự ra đi của Lee Sun Kyun chắc chắn để lại nhiều nỗi buồn cho IU. Theo nhiều người hâm mộ, sau 4 năm kể từ ngày người bạn thân thiết của IU ra đi, thì giờ đây, nữ idol lại lần nữa đối mặt với nỗi đau mất mát. Trước Lee Sun Kyun, IU cũng từng rất đau buồn vì sự ra đi của Sully, Go Hara và thành viên nhóm nhạc Shinee, Jong Hyun. Năm 2019, IU đối mặt với sự ra đi của người bạn thân thiết Sully. Năm đó, netizen xứ Hàn từng chê trách nữ idol không ngớt khi cho rằng IU thân với Sully nhưng không đăng tải được một lời tiếc thương nào. Và họ đều không biết rằng suốt thời gian đưa tiễn Sully, IU là người âm thầm và lặng lẽ túc trực bên linh cữu Sully suốt 3 ngày tang lễ. Mặc lời chỉ trích, IU im lặng và không giải thích thêm. Không chỉ Sully, cùng năm đó IU tiếp tục đón tin dữ từ Go Hara, thành viên nhóm nhạc Kara. IU, Sully, Go Hara là những người bạn thân thiết trong giới idol pop. Cả ba từng cùng nhau chụp ảnh chung và họ đều dành rất nhiều tình cảm cho nhau. Chỉ tiếc là sau vài tháng ngắn ngủi, IU mất đi cả hai người bạn thân thiết của mình. Thời điểm Go Hara xảy ra chuyện, IU đang biểu diễn ở buổi concert cuối cùng. Vào ngày này, nhiều fan đã tinh ý phát hiện giọng nói của IU vô cùng buồn bã. Thậm chí, khi thực hiện một bài hát, IU gần như sắp rơi nước mắt, khiến công chúng vô cùng lo lắng. Trong đêm concert đó, nhiều động thái của IU khiến fan nghi ngờ cô nhận tin dữ giữa lúc biểu diễn. Một trong số đó là việc lựa chọn ca khúc Dear Name làm bài hát encore, đồng thời chia sẻ nhiều lời nói như đang động viên khán giả và chính bản thân cô. Mình không nghĩ là sẽ hát ca khúc Dear Name trong thời điểm này. Mình không chắc là có thể hoàn thành trọn vẹn hay không nữa. Đôi khi thế giới ngoài kia thật khó khăn và tàn khốc nhưng hãy mạnh mẽ lên nhé. Chúng ta cần phải sống tiếp và yêu thương nhau nhiều hơn. Từng lời nói, hành động của IU khiến ai nấy đều phải xót xa cho cả cô và sự ra đi của Go Hara tại thời điểm đó. Trước Sully và Go Hara, IU cũng phải đối mặt với sự ra đi của người đồng nghiệp thân thiết, thành viên của Shinee, Jong Hyun. Trong suốt 15 năm ra mắt, IU đã chịu quá nhiều tổn thương và đối mặt với sự mất mát quá lớn khi những người bạn, người đồng nghiệp thân thiết của cô lần lượt ra đi vì áp lực dư luận.